Chào các bạn, trong cái bài lớp 6 ngày hôm trước thì chúng ta có một câu liên quan đến sản phẩm bán chạy nhất. Như vậy thì các bạn thấy là mình làm cách này, đây là cách mà các bạn sử dụng một câu lệnh đơn để hiển thị. Nhưng nếu mà trong trường hợp mà sản phẩm bán chạy nhất có nhiều sản phẩm cùng số lượng này thì như thế nào? Thì chúng ta chỉ lấy được một sản phẩm mà nó sắp xếp ở trên thôi, còn những sản phẩm khác thì không có. Như vậy thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng một cái câu lệnh kép, và lúc này chúng ta không sử dụng là order by số lượng mua nữa, mà chúng ta phải sử dụng thêm một cái câu lệnh phụ là chúng ta đã group theo số lượng này rồi, group theo số lượng này, và chúng ta sẽ có having để chúng ta lọc điều kiện cái số lượng mua này nè, đó, lọc điều kiện số lượng phải lớn hơn hoặc bằng, và mình dùng một cái câu lệnh con ở đây. Câu lệnh con ở đây mình sẽ select cái số lượng mà lớn nhất ra là bao nhiêu, số lượng lớn nhất của cái số lượng mua, ROM, hóa đơn chi tiết với group by, hóa đơn chi tiết chấm mã sản phẩm. Như vậy các bạn thấy là riêng cái câu lệnh này nhé, đây riêng câu lệnh này mình thấy là 4331. Như vậy mình có thể là lấy được tổng tổng được chưa. Như vậy, ở chỗ này các bạn sẽ thêm một cái từ khóa nữa là owns, tức là số lượng của chúng ta sẽ lớn hơn tất cả những cái dữ liệu bên trong này. Nhưng mà lớn hơn không là không đủ, bởi vì bản thân max của nó là 4 mà lớn hơn là không được. Nhưng mà nếu mà bằng mình thực hiện câu lệnh này nó cũng không ra nha các bạn. Rồi chỗ này chúng ta phải lớn hơn hoặc bằng, rồi đúng ý của chúng ta đó. Như vậy sau này các bạn sử dụng câu lệnh này, cho dù rằng là cái số lượng này có nhiều cái sản phẩm mua mà có số lượng cũng là 4 luôn. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ thử thêm ở trong cái hóa đơn chi tiết này nè, chúng ta sửa đổi tí xíu nhé. Chúng ta sẽ sửa đổi tí xíu để làm sao mà cái dữ liệu của cái hóa đơn này của chúng ta, được chưa? Đó, dữ liệu hóa đơn của chúng ta là một cái sản phẩm mà nó có thể. Hồi nãy mình coi cái câu bên kia là mấy nhỉ? Sản phẩm 01. Chỗ này mình sẽ để là sản phẩm 01. Bây giờ mình chạy lại cái này nhé. Selection. Cái chỗ này bị sai gì đó rồi. Hóa đơn chi tiết xâm số lượng mua nó bị nhảy nên mình bấm cái nó nhảy các bạn. Rồi như vậy chỗ này nếu cần thì mình thêm cái mã sản phẩm vô để mình biết sản phẩm nào là có giá trị là 3 để mình nâng nó lên. Rồi sản phẩm 3 là sản phẩm 2, mình sẽ nâng cái sản phẩm 2 lên một số lượng bán nữa. Nâng sản phẩm 2 lên, sản phẩm 2 chỗ này mình đổi thành 2 nhé. Rồi sau khi mà các bạn đổi thành 2 thì các bạn apply chỗ này giúp thầy. Ok, bây giờ mình quay lại chỗ chỗ này. Mình chạy lại cái lệnh này lần nữa nha. Rồi, sản phẩm. À, hóa đơn 2, sản phẩm 3. Quên các bạn, sản phẩm 3. Hóa đơn 2, sản phẩm 3, thầy nâng lên. Như vậy, chỗ này chúng ta có sản phẩm 3 là lên 4 nè.
vậy có đến hai sản phẩm là 4 ra. Như vậy ở chỗ này các bạn lại bỏ cái này đi, chạy lại cái câu lệnh này đó, mình có hai sản phẩm cùng số lượng là 4, được chưa nào? Như vậy câu lệnh này chúng ta sẽ dùng câu lệnh kép, và câu lệnh này khó hơn, cho nên là buổi hôm trước thầy chỉ dạy ở mức độ là sử dụng câu lệnh đơn, là bạn dùng order và limit. Còn câu lệnh chính xác của chúng ta là chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh kép, được chưa nào? Như vậy chúng ta sẽ phát triển hơn để sử dụng câu lệnh kép hiển thị sản phẩm bán chạy nhất, chọn được nhiều sản phẩm cùng có số lượng bán chạy. Cảm ơn các bạn.